Ông Biden bị liệt vào danh sách vi phạm hình sự của Ukraine. Trong giai đoạn chạy nước rút trước cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2020, các tin xấu đã liên tiếp đến với ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ đầy bê bối, cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Theo hãng truyền thông Mỹ One America News Network, Tòa án Ukraine vừa chính thức liệt ông Joe Biden vào danh sách nghi phạm hình sự. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng đây là nghi vấn dính líu đến tội phản quốc nghiêm trọng. Bộ Tư pháp Mỹ cũng xác nhận FBI đang điều tra Hunter Biden và các đối tác kinh doanh của anh ta về tội rửa tiền. Vụ án liên quan tới việc cựu công tố viên Ukraine Viktor Sorokin bị sa thải để đổi lấy việc dừng cuộc điều tra về Hunter, con trai ông Biden và công ty dầu khí Burisma nơi anh ta làm việc. Vào tháng 2 năm 2020, cựu công tố viên Sorokin chính thức yêu cầu mở cuộc điều tra vụ việc chính quyền Ukraine cách chức ông để có được khoản vay 1 tỷ Mỹ Kim theo hứa hẹn của ông Biden. Ông Biden thậm chí đã thừa nhận sự việc hối lộ trên. Hồi năm 2018, ông Biden từng có lần nói với Ủy ban Đối ngoại rằng tôi nhìn họ và nói trong vòng 6 giờ nữa tôi sẽ rời đi. Nếu tài công tố viên không bị sa thải, thì các anh sẽ không nhận được tiền từ Mỹ. Chà khốn kiếp, anh ta đã bị đuổi việc. Khởi đầu một trong các bị cáo của vụ án là một người Mỹ không rõ danh tính. Ngoại giới đa số tin rằng đó chính là ông Joe Biden, người phụ trách ngoại giao với Ukraine do chính quyền Obama bổ nhiệm. Vào ngày 29 tháng 10, Tòa án Ukraine đã ra phán quyết cho rằng việc giấu tên của ông Biden là không phù hợp và đã có đủ bằng chứng để cho phép cuộc điều tra được tiến hành, đồng thời quyết định này không thể bị kháng cáo. Một diễn biến then chốt khác của vụ án là hàng loạt cuộc nói chuyện liên quan qua điện thoại đã bị tiết lộ, dẫn đến rất nhiều nghi vấn. Vào hôm thứ Ba, hạ nghị sĩ Ukraine Arina Dekat đã công bố một đoạn ghi âm, trong đó Phó Tổng thống Biden, Ngoại trưởng John Kerry và Tổng thống Ukraine khi đó là Poroshenko đang thảo luận về các vấn đề liên quan đến công ty khí đốt Burisma và việc sa thải trưởng công tố viên điều tra. Không ai trong số ba người xác nhận đoạn ghi âm. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ và những người tố giác đã xác nhận tính xác thực của đoạn ghi âm. Tổng thống Ukraine mong đợi tiến triển hơn nữa trong vụ việc bị cáo bị nghi ngờ dính líu đến tội phản quốc nghiêm trọng. Ông Biden đã không trả lời yêu cầu bình luận của hãng truyền thông One America News Network. Vào ngày 29 tháng 10, các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận FBI đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với Hunter Biden và các đối tác kinh doanh của anh ta vào năm 2019 liên quan đến rửa tiền. Và đến giờ cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Tin tức từ hãng truyền thông One America News Network và tin tức về email của Hunter trên tờ New York Post vào ngày 14 tháng 10 cũng đã xác thực lẫn nhau. Tờ New York Post đưa tin chưa đầy một năm sau khi Hunter Biden giới thiệu cha mình với ông Bozhaky, giám đốc điều hành công ty khí đốt Burisma. Chính phủ Ukraine dưới áp lực từ ông Biden đã sa thải ông Viktor Sorokin, công tố viên đang điều tra công ty này. Cũng theo yêu cầu của con trai, ông Biden đã gặp ông Vadim Borasky ở Washington vào tháng 4 năm 2015. Và đó cũng là năm đầu tiên Hunter tham gia hội đồng quản trị của công ty Burisma. Ông Borasky sau đó đã cảm ơn Hunter trong một email vào ngày 17 tháng 4 năm 2015. Ông viết: Hunter thân mến, cảm ơn ngài đã mời tôi đến thăm DC và cho tôi cơ hội được gặp cha ngài. Đây thực sự là một vinh dự. Email vào tháng 5 năm 2014 cũng tiết lộ chi tiết ông Borasky đã yêu cầu Hunter cho lời khuyên về cách tận dụng sức ảnh hưởng của mình. Ngoài ra, Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện từ năm 2019 đã điều tra về các giao dịch kinh doanh nước ngoài của Hunter Biden và công bố báo cáo tạm thời vào tháng 9. Báo cáo dài 87 trang chỉ ra các quan chức chính quyền Obama biết rằng việc bổ nhiệm Hunter vào ban giám đốc Burisma là có đề, đã can thiệp vào việc thực hiện hiệu quả chính sách đối với Ukraine. Và hôm 28 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Thượng nghị sĩ Johnson tuyên bố rằng nếu ông Biden thắng cử, sẽ cần phải khởi động một cuộc điều tra đặc biệt. Ngoài ra, cựu thị trưởng New York Giuliani, người đã cung cấp ổ cứng của Hunter cho tờ New York Post, gần đây đã tuyên bố rằng vụ tham nhũng của ông Biden liên quan đến Ukraine, Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác. Năm người ở Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng để làm chứng. Lần này, bằng chứng trong ổ cứng đã đủ để kết tội ông Biden.
khi nhiều bằng chứng và nhân chứng xuất hiện liệu vụ bê bối tham nhũng của ông Biden có đi vào quy trình xét xử hay không sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý đối với công chúng.